Chào anh em nha. Hôm nay mình cách chỉ cho anh em cách kích cái mô tô mặt hàng mà lấy từ cái máy photocopy á. Đây nè. Anh em thấy mình quay rõ nha. Đấy, mình cấp buộc cho nó là một cái buộc cấp 12 á, không cần 5 buộc đâu, chạy á. Mới chạy chậm. Đó. Rồi anh em xài thêm một cái chân nữa là cái chân mà start stop nè, là cái chân từ phía này, từ phía này đến xuống là chân số tư nè, mình kích vô cho nó tư nó chạy nè, đó anh thấy không, đó kích vô cho nó tư nè, đó chân start stop nó chạy á, đó anh em đã mua một cái test sample, đây, nó chỉ có 2000 nè, rồi nó có một cái trên này nó ghi rõ cho anh em nè. Đó. S đó là cái chân mà nếu mình kích vô cái chân start stop á. Còn cộng trừ đó là cộng trừ 5V nha anh em nhớ nha, cộng trừ này chỉ có 5V thôi nha. Anh em mà đưa vô đưa áp cao hơn là cháy á, cháy cái test sạc vô này á. Còn cái test sạc vô này anh em mua chỉ có nếu mà anh em mua rẻ nó chỉ có 2000 thôi. Rồi anh em kiếm một cái nguồn nào nó có 5V nữa, cộng 5V cộng 12V với đây. Rồi cộng một chi mát. Ở đây mình có cái nguồn nó có 3 sợi này đó. Đó, anh em kích vô giùm mình là chạy cấp nguồn cho nó, đây là cộng trừ 12V nha.